Hội nghị lần thứ 14 các bên tham gia công ước Ramsa về đất cầm đức đã khai mạc dưới hình thức trực tiếp tại Vũ Hán, Trung Quốc và Geneva, Thụy Sĩ. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Trung Quốc. Hội nghị diễn ra từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 11 theo hình thức cả trực tiếp và trực tuyến, với địa điểm tổ chức chính tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc và một phiên song song tại Geneva, Thụy Sĩ. Hội nghị sẽ thảo luận về sự phát triển trong tương lai của công ước cũng như cập nhật danh sách các thành phố đất ngập nước và thành lập trung tâm rừng ngập mặn quốc tế ở Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu theo hình thức trực tuyến tại hội nghị, kêu gọi tăng cường nhận thức về vai trò của đất ngập nước trong việc phát triển bền vững và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Công ước Ramsar được đặt theo tên thành phố Ramsar ở Iran, nơi công ước được ký kết vào năm 1971, là hiệp định liên chính phủ dành riêng cho việc bảo tồn và sử dụng hợp lý các hệ sinh thái đất ngập nước. Đến nay, đã có 172 bên ký kết công ước. Nhiều nghiên cứu cho thấy, đất ngập nước có thể làm giảm những tác động từ sự biến đổi khí hậu, mặc dù chỉ chiếm 6 đến 8% diện tích bề mặt trái đất.